Chủ của Đoan Trang Phạm đã trở thành nhà huấn luyện truyền thông cho làng dân chủ và giữ vị thế như Đoan Trang kể ra thật gian nan Có kiệt sức thì chỉ dám than thở bé bé với ông chủ trịnh hội thôi Còn trên trang Facebook của mình, blogger này vẫn phải dương gân lên cốt nhạo báng cộng sản giết dân hại nước như thế nào Và hàng tá sứ mệnh phải cố nhào nặn cho ra thành phẩm để phong trào dân chủ không bị lụi tàn bất cứ nhà dân chủ nào lâm nạn, cựu nhà báo này cũng phải cố nặn ra vài bài tố cộng sản tàn ác với con dân của mình, bịt miệng người dân ra sao. Bất cứ sự kiện gì thu hút dư luận, có thể trở thành thành tích của phong trào dân chủ. Đoàn trang cũng phải cho ra lò thành phẩm thể hiện đẳng cấp và sự tiến bộ vượt bậc của phong trào này để báo cáo thành tích với nước ngoài, cổ vũ tinh thần đồng bọn và quảng cáo với dân chúng về sự trưởng thành của phong trào dân chủ. Xin kể vài ví dụ như án thay thế 6.700 cây xanh, nương theo phong trào yêu cây do một số đối tác trong NGOVN đã khởi phát thành công. Đoan Trang và dàn đàn em của mình nhập cuộc, cướp luôn phong trào và lập ra thành phẩm vì một Hà Nội xanh, nay là Green Tree. Và tổng kết bằng cuốn sách, bằng báo cáo thành công trong việc xây dựng lực lượng xanh thay thế thế hệ F do chính cô trước khi đến với Voice Việt Tân góp phần gây dựng ngầm báo cáo rằng cô đã gây dựng thế hệ đấu tranh dân chủ hoàn toàn mới ôn hòa sạch sẽ hơn lớp biểu tình viên no you đã dính đủ scandal đạo đức cực đoan vô văn hóa thảm họa cá chết được đoan trang và một số nhóm dân chủ nhảy vào ăn hôi được các cuộc biểu tình yêu cá khắp ba miền đã nhanh chóng được tổng kết thành cách mạng cá của làng dân chủ và thành phẩm là báo cáo gửi quốc tế về thảm họa môi trường biển việt nam với kết án chính quyền là thủ phạm tiếp tay cho formosa hại dân việt và hậu quả còn rất dài thế giới đừng dại bỏ qua nhà dân chủ ứng cử đại biểu quốc hội hụt theo hiệu triệu của ông Nguyễn Quang A. Đoàn trang và nhóm đệ tử yêu cây yêu cá đã tích cực làm truyền thông, cổ vũ cho sự trưởng thành và bước phát triển của đấu tranh dân chủ sau thất bại tất yếu, ra ngay cho được thành phẩm là báo cáo về bầu cử phi dân chủ với kết quả rằng chế độ Cộng sản này sẽ không bao giờ có bầu cử dân chủ đâu, thế giới không thay thế được nó thì dân chúng Việt mãi bị nhốt trong nhà tù với sức chứa 90 triệu dân. Vụ BOT cài lệ được một đám dân chủ đánh đu theo cánh lái xe nhanh chóng được đoan trang đúc kết thành sự trưởng thành của các tổ chức xã hội dân sự độc lập với sự vận dụng phương thức đấu tranh bất bạo động nhuẩn nhuyễn ra sao. Còn nhiều lắm, công nhận bút lực của cựu nhà báo đoan trang rất đáng nể. Sức viết như vậy, không thân thờ với trịnh hội, mình đã kiệt sức mới là lạ. nhìn logic về sự trưởng thành của phong trào dân chủ mà Đoan Trang đã kỳ công tô vẽ hàng chục năm nay. Rốt cuộc gần đây, tham vọng và khát vọng, thâm kín và có thật của cô vẫn là sao cho anh chị em dân chủ hãy chịu khó đọc hiểu cuốn sách nhập môn về đấu tranh chính trị là cuốn chính trị bình dân với các kiến thức sơ đẳng dành cho người muốn làm chính trị. Sự thật là dù cựu nhà báo có cố công tô vẽ tới cỡ nào thì thực lực phong trào dân chủ của cô cũng chưa tới mức nhập môn và cần phải được dạy lại từ A, B, C. Đó lại là cái kết của đoàn trang cũng như xếp trịnh hội của cô. Họ đã từng rũ bỏ hào quang nghề nghiệp sáng sủa của mình với ảo tưởng sẽ xoay chuyển và giật nắm cơ hội khi Đảng Cộng sản sụp đổ hay chuyển đổi mô hình chính trị. Nhưng nay, đảng mãi chẳng sụp mà lực lượng xã hội dân sự độc lập đã tan hoang và đại dự án của Việt Tân. Chuyển đổi tên gọi của các hội nhóm dân chủ sang xã hội dân sự độc lập đã phá sản. Cô chỉ còn biết nặn ra các thành phẩm đặc sệt văn phong của dân làm báo, nơi cô từng rất khinh rẻ về đẳng cấp chống cộng hạng lá cải, khi bình phẩm trong nhóm kín với đệ tử nhật ký yêu nước, kiểu như coi dân là giặc, hay trong đảng luôn có màn đấu đá, thanh trừng nhau, bịt mắt dân đen, vân vân. Bởi lẽ nếu như cô phải thừa nhận thất bại và chấp nhận thực tế như ông Lê Diễn Đức thì đồng nghĩa với con đường cô đã theo đuổi là sai lầm. Đồng nghiệp Việt Nam Net hay các tờ báo nổi tiếng kia sẽ nhạo báng cô và chính bản thân phải chua sót cô thừa nhận chúng ta đã đi quá xa để từ bỏ tất cả.